Zota xin chào các bạn nhé. Hôm nay bác sĩ Zota sẽ chia sẻ cho bạn một ca lâm sàng đó là lắp inlay sứ cho một bạn đến với hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Thì với công nghệ đó là inlay sứ, đó là công nghệ hiện đại nhất bây giờ. Công nghệ giúp là tiết kiệm tối đa toàn bộ mô răng và vẫn đảm bảo chức năng ăn nhai bình thường cho bệnh nhân và chức năng ăn nhai thật nhất có thể các bạn nhé. Thì như các bạn có thể thấy này, đây là buổi trước chúng tôi đã tiến hành, chúng tôi là đã làm sạch và lấy khuôn răng rồi. Thì hôm nay là chúng tôi là sẽ tiến hành lắp một cái inlay. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là một chiếc miếng dán sứ inlay này. Nó sẽ là tiết kiệm tối đa toàn bộ mô răng cho khách hàng và cho bệnh nhân để giúp bệnh nhân ăn uống bình thường và khả năng nó và độ bền của nó sẽ cao hơn các bạn nhé. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn một ca lâm sàng đó là lắp inlay sứ cho một khách hàng đến với hệ thống nha khoa Zota. Với tiêu chí làm răng sứ và làm inlay của bác sĩ Zota của chúng tôi đó là nhất thiết nhì chạm tam thể và tứ màu, thì điều đầu tiên đó chính là cái tiêu chí vàng của hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi để hoàn thành một cái ca lâm sàng đảm bảo chất lượng và an toàn cho bệnh nhân. Thì nếu như các bạn ở gần hệ thống nha khoa Zota thì các bạn có thể là qua các cơ sở tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi trên toàn quốc, còn nếu như các bạn ở xa thì các bạn có thể là qua một số các phòng khám nha gần nơi mình sinh sống nhất. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn phải tìm cái nơi phòng nha đó là đảm bảo uy tín cho các bạn, đó là các bạn nhìn ở trên biển quảng cáo thì các bạn sẽ nhìn thấy là bác sĩ tên là gì, giấy phép của sở y tế cấp là số bao nhiêu, giấy phép của sở y tế cấp là số bao nhiêu và chuyên môn, thì như thế là các bạn sẽ đảm bảo vấn đề về pháp lý, thứ hai nữa là chuyên môn và thứ ba nữa là cái công nghệ để hỗ trợ các bác sĩ để hoàn thiện một cái ca lâm sàng đảm bảo chất lượng và đảm bảo an toàn và lâu dài và độ bền cho bệnh nhân các bạn nhé. Zota của chúng tôi là cam kết đó là hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống nha khoa. Ngoài ra Zota của chúng tôi còn nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng và thẻ bảo hành không chính hãng, nên các bạn cứ yên tâm khi sử dụng và trải nghiệm dịch vụ tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Là to nhé. Ngoài chuyên về răng sứ, thẩm mỹ inlay sứ và Zota của chúng tôi còn chuyên về nhổ răng khôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là bây giờ là tôi sẽ cho keo vào các bạn nhé. Đấy, cho keo vào khối đều. Thì cái tiêu chí để làm răng sứ tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi thì các bác sĩ được đặt lên hàng đầu, đó là cái tiêu chí vàng, tiêu chuẩn vàng để làm một ca lâm sàng, đó là nhất thiết nhì chạm tam thể và tứ màu các bạn nhé. Đây bây giờ chúng tôi là bắt đầu sẽ cho cái miếng dán sứ vào nhé. Nhìn rất là nhỏ thôi, tuy miếng dán sứ này nó rất là nhỏ nhưng mà cái công năng của nó mang lại cho khách hàng trong cái quá trình ăn nhai thì rất là tốt và rất là bền. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, bây giờ tôi ấn vào là xong này. Đấy, bây giờ chúng tôi là sẽ bắt đầu là cho chờ chất gắn khô thôi. Chờ chất gắn khô và sau đó là chỉnh kênh và đánh bóng cho bệnh nhân là ra về. Và theo lịch hẹn và mức độ tái khám của bác sĩ Zota của chúng tôi hẹn từng khách hàng đến với Zota của chúng tôi để kiểm tra lại. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhé, các bạn nhìn thấy rõ khá to chưa? Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy này, rất là khít và rất giống màu răng thật. Đó là cái tiêu chí vàng của Zota của chúng tôi, đó là nhất khít nhì chạm tam thể và tứ màu các bạn nhé. Như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn một ca lâm sàng nắp inlay sứ cho một bạn khách hàng đến với hệ thống nha khoa. Nếu như các bạn mà thấy video của bác sĩ Zota của chúng tôi chia sẻ hữu ích và giúp ích cho bản thân mình thì hy vọng các bạn có thể giúp bác sĩ Zota của chúng tôi bằng một nút like hay là một nút chia sẻ hoặc là đăng ký kênh để bác sĩ Zota của chúng tôi có thể là giúp cho nhiều hàm răng, nhiều khách hàng trên đất nước Việt Nam như mình có hàm răng chắc khỏe hơn các bạn nhé. Một lần nữa, Zota xin chào, Zota xin cảm ơn. Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi.